Tô màu đen sao cho bớt nhàm chán. Nếu chỉ dùng màu đen để tô thì tranh sẽ rất tối và chán. Bình thường để tranh đẹp hơn mình sẽ dùng thêm một số màu hỗ trợ cũng như tận dụng độ tương phản để tranh đẹp hơn. Ở tranh này mình dùng màu cam, tím pastel, xanh tím than và màu xanh đen để tô lớp nền trước. Dùng màu theo thứ tự này để tô, màu sẽ có độ chuyển màu từ sáng đến tối và lớp màu cũng sẽ nhiều màu sắc hơn. Giờ theo cách tô này mình sẽ áp vào tranh nhé. Những vùng sáng mình sẽ để màu cam vào, sau đó lăng nó với tím, phần khuất hoặc tối mình sẽ dùng màu đậm với lớp nền đã nhiều màu và khá đậm rồi thì các lớp tiếp theo mình sẽ dùng màu đen pha loãng để tỉa cho tranh được trong hơn nhé nếu bạn chưa quen bạn có thể thử dùng hai màu cam và đen hoặc tím pasitên si và đen để tô cũng sẽ giúp tranh có màu sắc thú vị hơn là chỉ màu đen ngoài ra mình có thể dùng thêm các hiệu ứng nhỏ cho tranh để màu đen bớt nhàm chán nha